Mình xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bảng cartoon. Cái bảng này là do bên mình sản xuất nha các bạn. Có logo của mình nè, có số điện thoại của mình nè. Còn bên hông này là mình ghi kích thước của nó 19, 13, 106. Có nghĩa là cái sợi thun của chúng ta một đầu nó to là 19mm, đầu kia là 13mm và nó dài là 160mm. Đa số anh em chơi ná là đều dùng cái bảng này để mà cắt ra cái khổ thun theo yêu cầu trên này các bạn. Tức là mình muốn cái bảng nó như thế nào thì mình sẽ vẽ những cái đường này ra và mình sẽ cắt cho các bạn. Cái này là mình làm theo yêu cầu nha các bạn. Ai đặt mình bao nhiêu thì mình sẽ cắt cho bấy nhiêu. Tức là cái kích thước này là anh em yêu cầu mình như thế nào thì mình sẽ cắt cho như vậy. Cái bảng này rất là dễ cắt nha các bạn. Các bạn đặt thun ở phía dưới này nè, cái miếng lót này nè. Đặt cái miếng lót xuống rồi đặt thun xuống dưới. Xong rồi đặt cái bảng này lên. Xong lấy con dao cứa theo những cái đường này nè các bạn. Là lúc đó các bạn sẽ được sợi thun như mong muốn. Cắt rất là nhanh, chính xác mà không bị hư thun. Không phải cứ cắt một đường cái lật ngược mất công lắm các bạn. Các bạn cứ bỏ cái thun lên miếng xanh này, đặt cái bảng này lên, cầm dao cứa ngang theo những cái rãnh này này các bạn. Rất là dễ xài. Cái này mình làm lâu rồi nha các bạn, nhưng mà có một số anh em hoặc mấy anh em lớn tuổi á, không có biết ai bán cái này hết. Cái này thì mình làm lâu rồi, giờ mình làm clip này mình giới thiệu lại cho các bạn để các anh em biết đường mà mua. Ai cần cái khổ thun bao nhiêu thì cứ liên hệ với mình số điện thoại này các bạn, còn không thì nhắn tin qua Facebook này cho mình. Facebook của mình tên là Mai Quan Tâm. Hoặc là các bạn vô cái trang, có một cái trang, mình tạo một cái trang đó là EX Selling Shop. Các bạn nhắn tin cho mình. Có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại này của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.